Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để bó hoa hướng dương 7 bông hoa sáp như này các bạn nhé. Hoa hướng dương sáp thì nó cũng chỉ có đầu bông như này các bạn nhé. Khi mà các bạn mua thì các bạn nhớ mua kèm thêm cành, thêm lá, thêm cỏ điểm để chúng ta có thể bó cắm được nha. À, đối với cái hoa hướng dương thì chúng ta nên sử dụng cái kẽm bó mà 25 cm ấy, mà nó bó 100 cành một bó ấy. Thì cái kẽm đấy mình cảm giác là cái hoa hướng dương nó có độ mềm mại hơn, nó không bị cứng, nó không bị đơ. Bó lên cái bó hoa nó rung rinh các bạn nhé. Thì đấy là những cái trong cái quá trình làm nhiều thì mình sẽ rút ra được những kinh nghiệm để mình chia sẻ lại cho các bạn. Và một số bí quyết mà các bạn bó hoa hướng dương mà các bạn cần lưu ý, đó là khi mà cái hộp hoa hướng dương nào mà chúng ta mua về mà nó bị bẹt cho nó lật ngửa ra thì các bạn nhớ bật nó quay trở lại. Hoặc những cái cánh mà nó so le không đều nhau á, thì các bạn nhớ đẩy cánh so le đi để cho bông hoa của chúng ta trở nên đầy đặn và đẹp hơn các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta xỏ hết cái cành kẽm vào thì chúng ta sẽ xỏ lá. Chúng ta sẽ xỏ lá hồng ở cây ở bên dưới. Để ví dụ như 7 bông này thì mình chỉ sử dụng khoảng độ hết 4 lá hồng hoặc 3 lá hồng thôi. Thì chúng ta xỏ cắm hết vào như này nhé. Xong rồi chúng ta mới xỏ cỏ điểm sau cùng. Các bạn không nên là xỏ luôn cả cỏ điểm lẫn cái bông vào. Thì như vậy cái hoa hướng dương của chúng ta nó bẹt ra. Thì lúc đó xỏ cỏ điểm vào luôn nó sẽ không đẹp nhé. Và chúng ta cắt cái lá táo này ra, chúng ta điểm vào ở bên trên này để cho bó hoa trở nên nó tự nhiên hơn. Chúng ta nhớ lấy một cái phần giấy gói để chúng ta bọc cái phần xốp cắm hoa lại các bạn nhé, chân chân của cái xốp cắm hoa ấy. Thì đối với bó hoa này chúng ta sử dụng hết 2,5 tờ giấy báo. 2,5 tờ giấy báo này mình cắt ra làm 4 hết. Và lấy cái hai mảnh chúng ta cháy chéo để cái phần đầu tiên này. Và bó hoa này là bó hoa dáng dài thì các bạn phần giấy còn lại thì các bạn cứ cắt ốp lài lài dần đi xuống các bạn nhé. Thì các bạn cứ để ý mình bó thì các bạn cứ thế là các bạn bó theo thôi.